Hi, chào các bạn. Bữa nay cô Đắc sẽ biểu diễn cho các bạn là giải 5 cục Rubik khác nhau trong thời gian ngắn nhất và cố gắng là sẽ giải dưới 10 phút. Rồi, mời các bạn cùng coi cô Đắc giải. Trước tiên là sẽ là cục 2x2. Wow, tay anh thật là dẻo ha. Xoay mặc dù đạt tốc độ chưa có cao lắm nhưng mà cũng rất là nhanh ha, chỉ trong 30 giây đã giải xong cục 2x2 rồi. Bây giờ cục kim tự tháp Rubik tam giác. Coi anh sẽ giải sao đây. Câu bộ cục này hơi khó ha. Cô Đắc đang rất là chăm chú. Wow. Xong rồi, chắc cũng 30 giây nữa. Cục thứ ba, cục skip. Này khó quá. Liệu anh có theo kịp 10 phút hay không? Anh Cú Đắc đang rất là cố gắng. Wow, cục này mất 1 phút. Cục skip 1 phút, cục 3x3. Bây giờ là Rubik 3x3 nha. Coi thử cục này mất bao lâu đây. Chà, cục này có vẻ khó hơn nữa ha. Rồi, đã xong được tầng 1. Gần xong tầng 2 rồi. Đã xong tầng 2. Một phút gần 30 giây. Rồi, bây giờ là cục 4x4. Thời gian còn lại rất là nhiều, nhưng mà liệu anh có thể tăng tốc dưới 5 phút được hay không? Chà, căng quá, mũi cắn ngứa tay quá. Có khả năng anh sẽ tạo ra một kỷ lục mới là dưới 5 phút các bạn. Nhưng cục 4x4 này hơi bị nhiều quá. Nếu mà nó rớt vô Berrati nữa là anh sẽ đuối luôn. Mặc dù tập trung giải Rubik nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn liếc lên coi thử ai đang nói xấu mình. Rồi, có vẻ tới chỗ khó rồi đây. Được xong xong được cái tâm rồi đó. Bây giờ làm sao nữa đây? Anh đang tìm. Dưới áp lực thời gian gần như là cô Đắc giải nhanh hơn bình thường.
Nên cái gì cũng phải có thi thố thì nó mới giỏi con người được ha. Còn nếu mà không thi là mình hay ỷ lại, là mình làm rất là ỷ. Thời gian bây giờ là gần 5 phút rồi. Liệu anh có thể giải trong 6 phút hay không? Kỷ lục 5 phút không thể vượt qua được rồi. Wow. Cục 4x4 này rắc rối quá ha. Cái này mà cho ba củ đất giải chắc phải mất 3 ngày. Đó, thì giới thiệu sơ với các bạn là những cái cục này kỷ lục thế giới nó chỉ nằm ở mức là vài giây thôi nha các bạn. Kinh khủng không? Mình phải có một cái bộ óc phản xạ cực kỳ nhanh. Hai cái tay thiệt là điêu luyện và cục Rubik thiệt xịn thì mới có thể giải trong vài giây được. Và đó là kỷ lục thế giới nha các bạn. Còn kỷ lục ở làng xóm thì nó nhẹ nhàng hơn ha. Đã quá 6 phút rồi. Liệu có kịp trong 7 phút hay không? 10 phút chắc chắn là chị được rồi đó. Bây giờ kỷ lục là 7 phút. Có kịp hay không? 4x4 rắc rối quá. Sao đây, phải tăng tốc lên cho kịp 8 phút đi. Đã qua mốc 7 phút rồi, bây giờ anh đang có cố xem anh có thể phá kỷ lục trước 10 phút của mình là bao nhiêu phút đây. Kỷ lục trước đây là 10 phút, bây giờ kỷ lục mới sẽ là bao nhiêu? Wow, có khả năng là đạt mức 8 phút rồi đó. Wow, anh rung quá. Áp lực thời gian đã làm cho anh căng thẳng. Anh của đất đang hoàn thành giai đoạn cuối của cục Rubik. Chuẩn bị bấm máy nè. 1, 2, 3, cố gắng lên nè. Nhanh. Thời gian gần hết rồi. Sẽ đạt mức 8 phút hay không? Mốc 8 phút có kịp hay không? Wow. Căng thẳng quá, hồi hộp quá. Còn 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1, gần hết thời gian, kịp không? Không kịp rồi, bây giờ anh đang ráng. Coi thử, trễ mấy giây, trễ 1 giây, trễ 2 giây, trễ 3 giây, trễ 4 giây,